Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt bồ thí ba la mật đa, cũng chẳng lấy bồ thí ba la mật đa để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng lấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng lấy bố thí ba la mật đa để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng lấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng lấy bố thí ba la mật đa để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng lấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng lấy bố thí ba la mật đa để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng lấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng lấy bố thí ba la mật đa để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng lấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịnh tịnh bất tịch tịnh để phân biệt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng lấy bố thí ba la mật đa để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịnh tịnh bất tịch tịnh để phân biệt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng lấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng lấy bố thí ba la mật đa để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng lấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt bốn tịnh lự, cũng chẳng lấy bốn tịnh lự để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng lấy bốn vô lượng bốn định vô sắc để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt bốn tịnh lự, cũng chẳng lấy bốn tịnh lự để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng lấy bốn vô lượng bốn định vô sắc để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt bốn tịnh lự, cũng chẳng lấy bốn tịnh lự để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng lấy bốn vô lượng bốn định vô sắc để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt bốn tịnh lự, cũng chẳng lấy bốn tịnh lự để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng lấy bốn vô lượng bốn định vô sắc để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt bốn tịnh lự, cũng chẳng lấy bốn tịnh lự để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng lấy bốn vô lượng bốn định vô sắc để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt bốn tịnh lự, cũng chẳng lấy bốn tịnh lự để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng lấy bốn vô lượng bốn định vô sắc để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt bốn tịnh lự, cũng chẳng lấy bốn tịnh lự để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng lấy bốn vô lượng bốn định vô sắc để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng lấy tám giải thoát để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng lấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt tám giải thoát,
cũng chẳng lấy tám giải thoát để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng lấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng lấy tám giải thoát để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng lấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng lấy tám giải thoát để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng lấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng lấy tám giải thoát để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng lấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng lấy tám giải thoát để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng lấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng lấy tám giải thoát để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng lấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng lấy bốn niệm trụ để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng lấy bốn niệm trụ để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng lấy bốn niệm trụ để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng lấy bốn niệm trụ để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng lấy bốn niệm trụ để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng lấy bốn niệm trụ để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng lấy bốn niệm trụ để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát không để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt pháp môn giải thoát không,
cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát không để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát không để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát không để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát không để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát không để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát không để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt năm loại mắt, cũng chẳng lấy năm loại mắt để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt sáu phép thần thông, cũng chẳng lấy sáu phép thần thông để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt năm loại mắt, cũng chẳng lấy năm loại mắt để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt sáu phép thần thông, cũng chẳng lấy sáu phép thần thông để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt năm loại mắt, cũng chẳng lấy năm loại mắt để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt sáu phép thần thông, cũng chẳng lấy sáu phép thần thông để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt năm loại mắt, cũng chẳng lấy năm loại mắt để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt sáu phép thần thông, cũng chẳng lấy sáu phép thần thông để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt năm loại mắt, cũng chẳng lấy năm loại mắt để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt sáu phép thần thông, cũng chẳng lấy sáu phép thần thông để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt năm loại mắt, cũng chẳng lấy năm loại mắt để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt sáu phép thần thông, cũng chẳng lấy sáu phép thần thông để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly để phân biệt năm loại mắt, cũng chẳng lấy năm loại mắt để phân biệt viễn ly, chẳng lấy viễn ly để phân biệt sáu phép thần thông, cũng chẳng lấy sáu phép thần thông để phân biệt viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt mười lực của Phật, cũng chẳng lấy mười lực của Phật để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng lấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt mười lực của Phật, cũng chẳng lấy mười lực của Phật để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng lấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt mười lực của Phật, cũng chẳng lấy mười lực của Phật để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng lấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để phân biệt hữu nguyện vô nguyện.
chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt 10 lực của Phật, cũng chẳng lấy 10 lực của Phật để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng lấy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt 10 lực của Phật, cũng chẳng lấy 10 lực của Phật để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng lấy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt 10 lực của Phật, cũng chẳng lấy 10 lực của Phật để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng lấy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt 10 lực của Phật, cũng chẳng lấy 10 lực của Phật để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng lấy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt pháp không quên mất, cũng chẳng lấy pháp không quên mất để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng chẳng lấy tánh luôn luôn xả để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt pháp không quên mất, cũng chẳng lấy pháp không quên mất để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng chẳng lấy tánh luôn luôn xả để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt pháp không quên mất, cũng chẳng lấy pháp không quên mất để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng chẳng lấy tánh luôn luôn xả để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt pháp không quên mất, cũng chẳng lấy pháp không quên mất để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng chẳng lấy tánh luôn luôn xả để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt pháp không quên mất, cũng chẳng lấy pháp không quên mất để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng chẳng lấy tánh luôn luôn xả để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt pháp không quên mất, cũng chẳng lấy pháp không quên mất để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng chẳng lấy tánh luôn luôn xả để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt pháp không quên mất, cũng chẳng lấy pháp không quên mất để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng chẳng lấy tánh luôn luôn xả để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt tất cả pháp môn đà la ni, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn đà la ni để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn tam ma địa để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt tất cả pháp môn đà la ni, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn đà la ni để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn tam ma địa để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt tất cả pháp môn đà la ni, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn đà la ni để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn tam ma địa để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt tất cả pháp môn đà la ni, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn đà la ni để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn tam ma địa để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt tất cả pháp môn đà la ni, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn đà la ni để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt tất cả pháp môn tam ma địa,
cũng chẳng lấy tất cả pháp môn tam ma địa để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt tất cả pháp môn đà la ni, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn đà la ni để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn tam ma địa để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt tất cả pháp môn đà la ni, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn đà la ni để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng lấy tất cả pháp môn tam ma địa để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt trí nhất thiết, cũng chẳng lấy trí nhất thiết để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt trí nhất thiết, cũng chẳng lấy trí nhất thiết để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt trí nhất thiết, cũng chẳng lấy trí nhất thiết để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt trí nhất thiết, cũng chẳng lấy trí nhất thiết để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt trí nhất thiết, cũng chẳng lấy trí nhất thiết để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt trí nhất thiết, cũng chẳng lấy trí nhất thiết để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt trí nhất thiết, cũng chẳng lấy trí nhất thiết để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt thanh văn thừa, cũng chẳng lấy thanh văn thừa để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt độc giác thừa vô thượng thừa, cũng chẳng lấy độc giác thừa vô thượng thừa để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt thanh văn thừa, cũng chẳng lấy thanh văn thừa để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt độc giác thừa vô thượng thừa, cũng chẳng lấy độc giác thừa vô thượng thừa để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt thanh văn thừa, cũng chẳng lấy thanh văn thừa để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt độc giác thừa vô thượng thừa, cũng chẳng lấy độc giác thừa vô thượng thừa để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt thanh văn thừa, cũng chẳng lấy thanh văn thừa để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt độc giác thừa vô thượng thừa, cũng chẳng lấy độc giác thừa vô thượng thừa để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt thanh văn thừa, cũng chẳng lấy thanh văn thừa để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt độc giác thừa vô thượng thừa, cũng chẳng lấy độc giác thừa vô thượng thừa để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt thanh văn thừa, cũng chẳng lấy thanh văn thừa để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt độc giác thừa vô thượng thừa, cũng chẳng lấy độc giác thừa vô thượng thừa để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt thanh văn thừa, cũng chẳng lấy thanh văn thừa để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt độc giác thừa vô thượng thừa, cũng chẳng lấy độc giác thừa vô thượng thừa để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt dự lưu, cũng chẳng lấy dự lưu để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng lấy nhất lai bất hoàn a la hán để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt dự lưu, cũng chẳng lấy dự lưu để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng lấy nhất lai bất hoàn a la hán để phân biệt hữu tướng vô tướng.
chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt dự lưu, cũng chẳng lấy dự lưu để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng lấy nhất lai bất hoàn a la hán để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt dự lưu, cũng chẳng lấy dự lưu để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng lấy nhất lai bất hoàn a la hán để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt dự lưu, cũng chẳng lấy dự lưu để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng lấy nhất lai bất hoàn a la hán để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt dự lưu, cũng chẳng lấy dự lưu để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng lấy nhất lai bất hoàn a la hán để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt dự lưu, cũng chẳng lấy dự lưu để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng lấy nhất lai bất hoàn a la hán để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt dự lưu hướng dự lưu quả, cũng chẳng lấy dự lưu hướng dự lưu quả để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả, cũng chẳng lấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt dự lưu hướng dự lưu quả, cũng chẳng lấy dự lưu hướng dự lưu quả để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả, cũng chẳng lấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt dự lưu hướng dự lưu quả, cũng chẳng lấy dự lưu hướng dự lưu quả để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả, cũng chẳng lấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt dự lưu hướng dự lưu quả, cũng chẳng lấy dự lưu hướng dự lưu quả để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả, cũng chẳng lấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt dự lưu hướng dự lưu quả, cũng chẳng lấy dự lưu hướng dự lưu quả để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả, cũng chẳng lấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt dự lưu hướng dự lưu quả, cũng chẳng lấy dự lưu hướng dự lưu quả để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả, cũng chẳng lấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt dự lưu hướng dự lưu quả, cũng chẳng lấy dự lưu hướng dự lưu quả để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả, cũng chẳng lấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt độc giác, cũng chẳng lấy độc giác để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt độc giác hướng độc giác quả, cũng chẳng lấy độc giác hướng độc giác quả để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt độc giác, cũng chẳng lấy độc giác để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt độc giác hướng độc giác quả, cũng chẳng lấy độc giác hướng độc giác quả để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt độc giác, cũng chẳng lấy độc giác để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt độc giác hướng độc giác quả, cũng chẳng lấy độc giác hướng độc giác quả để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt độc giác, cũng chẳng lấy độc giác để phân biệt sanh bất sanh,
chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng lấy độc giác hướng, độc giác quả để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt độc giác, cũng chẳng lấy độc giác để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng lấy độc giác hướng, độc giác quả để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt độc giác, cũng chẳng lấy độc giác để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng lấy độc giác hướng, độc giác quả để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt độc giác, cũng chẳng lấy độc giác để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng lấy độc giác hướng, độc giác quả để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy đại Bồ Tát để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt tam miệu tam Phật Đà, cũng chẳng lấy tam miệu tam Phật Đà để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy đại Bồ Tát để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt tam miệu tam Phật Đà, cũng chẳng lấy tam miệu tam Phật Đà để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy đại Bồ Tát để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt tam miệu tam Phật Đà, cũng chẳng lấy tam miệu tam Phật Đà để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy đại Bồ Tát để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt tam miệu tam Phật Đà, cũng chẳng lấy tam miệu tam Phật Đà để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy đại Bồ Tát để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt tam miệu tam Phật Đà, cũng chẳng lấy tam miệu tam Phật Đà để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy đại Bồ Tát để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt tam miệu tam Phật Đà, cũng chẳng lấy tam miệu tam Phật Đà để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy đại Bồ Tát để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt tam miệu tam Phật Đà, cũng chẳng lấy tam miệu tam Phật Đà để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt pháp của đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy pháp của đại Bồ Tát để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lấy quả vị giác ngộ cao tột để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt pháp của đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy pháp của đại Bồ Tát để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lấy quả vị giác ngộ cao tột để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt pháp của đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy pháp của đại Bồ Tát để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lấy quả vị giác ngộ cao tột để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt pháp của đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy pháp của đại Bồ Tát để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lấy quả vị giác ngộ cao tột để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt pháp của đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy pháp của đại Bồ Tát để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lấy quả vị giác ngộ cao tột để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt pháp của đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy pháp của đại Bồ Tát để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lấy quả vị giác ngộ cao tột để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly để phân biệt pháp của đại Bồ Tát, cũng chẳng lấy pháp của đại Bồ Tát để phân biệt viễn ly, chẳng lấy viễn ly để phân biệt quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lấy quả vị giác ngộ cao tột để phân biệt viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt bậc cực hỷ, cũng chẳng lấy bậc cực hỷ để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng chẳng lấy bậc ly cấu, bậc phát quang, cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân để phân biệt không bất không,
chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt bậc cực hỷ, cũng chẳng lấy bậc cực hỷ để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng chẳng lấy bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt bậc cực hỷ, cũng chẳng lấy bậc cực hỷ để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng chẳng lấy bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt bậc cực hỷ, cũng chẳng lấy bậc cực hỷ để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng chẳng lấy bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt bậc cực hỷ, cũng chẳng lấy bậc cực hỷ để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng chẳng lấy bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt bậc cực hỷ, cũng chẳng lấy bậc cực hỷ để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng chẳng lấy bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt bậc cực hỷ, cũng chẳng lấy bậc cực hỷ để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng chẳng lấy bậc ly cấu, bậc phát quang cho đến bậc thiện tuệ, bậc pháp vân để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Hết quyển thứ 83.